xôn xao nhân viên ở sân bay thản nhiên quăng hành lý ký gửi của khách. Theo đó, đoạn clip được một hành khách ngồi trên khoang máy bay ghi lại tại sân bay. Hai nhân viên mặt đất đã liên tục quăng hành lý ký gửi của khách một cách khá mạnh tay. Tuy khoảng cách không quá xa, thế nhưng thay vì bê từng chiếc một, họ lại đứng tại chỗ và ném xuống xe chở hàng. Dù vali lớn hay nhỏ cũng đều chung một số phận, chúng bị ném chồng lên nhau bằng một lực khá mạnh, sau đó mới được hai nhân viên này đến xếp cho gọn gàng lại. Chứng kiến hành động đó, vị khách quay lại đoạn clip đã không khỏi ngỡ ngàng, bởi lẽ trong số những kiện hàng ký gửi đó, rất có thể sẽ có thùng chứa mấy món đồ dễ vỡ hoặc đồ điện tử. Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải, dân tình đã nhanh chóng vào bình luận sôi nổi. Hầu hết người xem đều không hài lòng trước cách làm việc của hai nhân viên mặt đất này. Chưa kể, nếu vali, hành lý ký gửi của khách bị hư hại, hư hỏng, các hãng hàng không cũng sẽ không bồi thường đúng với giá trị thật của món đồ. Đây cũng là điều mà nhiều người từng gặp phải và cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến khuyên rằng chúng ta nên thông cảm với các nhân viên. Trước tôi cũng bị vậy đó, mua được cái vali tận mấy triệu, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, mà sau một lần ký gửi, cái nát tanh bành, nhận lại vài trăm mà tức. Một lần ký gửi sương sương cũng nửa triệu lận, còn ghi rõ đồ nhẹ tay mà vẫn bị xếp chung như này. Mọi người cũng nên thông cảm, mỗi ngày họ phải bốc xếp hàng ngàn kiện hàng. Thời tiết thì nóng nực, giờ mà bê từng cái thì đến bao giờ? Bạn nghĩ sao về sự việc này? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.